Hello, xin chào tất cả các đàn ông thủ. Video hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn biết về tem Vinbi quấn cán vợt cầu lông như thế nào nha. Các bạn thấy không, quấn cán rất là đẹp và rất là chỉnh chu ha. Thì không biết là anh Nhu quấn cán để đẹp được như thế này, Nhu quấn như thế nào? Xe cho em với mọi người cùng biết đi. Để được những cái quấn cán nó đẹp như thế này, anh phải trải qua mấy trăm năm. Cái gì mấy trăm năm mà anh? Tu luyện ngàn năm anh biết. À, vậy là anh trải qua mấy kiếp rồi. Mấy kiếp trùng, mấy cái 81 kiếp nạn rồi. 81 kiếp nạn. Biết tu ngộ không không? Biết. Đi lấy kinh trải qua 81-82 kiếp nạn á. Thì dở thì thôi, nói chung là một cái vật mới tinh về á thì chắc chắn là mình sẽ, điều đầu tiên mình làm mình sẽ bóc cốt ra. À, bóc cốt ra trước rồi. Sau đó mình sẽ chống thấm cho nó bằng keo điện. Một lớp băng keo điện. À, là cái lớp gỗ sao anh quấn băng keo điện lên trước. Rồi. Quấn một lớp băng keo điện và được sau rồi. Đó là anh sẽ quấn gọi là sao ta? Có một cái vòng cái miếng cao su cỡ này nè. Mình sẽ quấn ngay cái phần đế vợt. Vòng quanh cái phần đế vợt như thế này để tạo một cái độ bám, để khi mà mình cầm mình trượt xuống đây thì nó còn có cái để nó giữ lại. Anh lọc ra luôn, anh cho mọi người coi về cái phần quấn cao su của anh tạo đi. Thì ở đây cán vợt của anh. Rồi. Ở đây em sẽ thấy là nó sẽ bự ra khúc này. Dạ rồi. Và đây là cái phần băng cao su này em rờ vô đi. Em thấy nó sẽ thấy nó mềm mềm. Bằng cái này là anh lấy cái miếng cao su này đâu ra để anh gắn vô ta? Anh mua trên Spare. À, là kiểu như là cái quấn đích vợt đúng không? Rồi ok anh. Đó. Sau đó anh sẽ quấn khoảng 4 đến 5 lớp wrap này. À. 4 đến 5 lớp tại vì anh thích cầm nó dày chút xíu. Dạ. Sau khi anh quấn xong hết đúng không? Thì em biết là khi mà cái quấn cán vải mình sẽ có cái lớp gọi là băng keo hai mặt. Thì khi mà mình quấn trực tiếp vào cái lớp wrap này á, khi mà thay cái quấn cán này á, nó sẽ bị dính vô cái lớp wrap đó và mình buộc là mình phải thay luôn cái lớp wrap đó, mặc dù cái lớp wrap đó nó chưa hư. Lỡ mà khi mà anh quấn, chẳng lẽ anh quấn nó hơi chồng lên nhau, nó hơi sai á, thì mà khi mình lột ra mình quấn lại thì nó cũng bị dính luôn cái phần wrap luôn. Đúng. Nên là thành ra không có quấn được. Cho nên cái lớp cuối cùng của anh sẽ quấn thêm một lớp băng keo điện nữa. Đó, tổng cộng là một lớp băng keo điện. Một lớp băng keo điện. Một rồi, cái vòng cao su, một cái vòng cao su ở cuối để chống trượt tay. 4 đến 5 lớp ráp. 4 đến 5 lớp ráp. Một lớp băng keo điện cuối cùng. Rồi là qua 4 lớp rồi đó. Trước khi quấn cán vải thì anh sẽ bắt đầu anh đo. Anh đo tại vì anh này là anh mua nguyên một cuộn luôn chứ anh không có mua lẻ. Dạ rồi. Những bạn mới á thì thường họ sẽ canh như thế này là nguyên một chiều dài của một cây vợt luôn. Dạ rồi. Thì chắc chắn cái này là chắc chắn 100% nó sẽ dư chứ nó không cách nào mà nó thiếu được. Dạ rồi. Nhưng còn anh á thì anh sẽ đi xuống một chút xíu đó, tại vì anh quấn lâu rồi cho nên anh biết cái độ dài nó như thế nào. Thì kinh nghiệm của mình á là từ cái đỉnh vợt nè, sau đó các bạn sẽ đếm ở trên đỉnh vợt xuống là 1, 2, 3, 4 và 5, sau đó các bạn cắt ngay khúc này ha. Nó tùy là vào cái độ dày của cái quấn vải bạn đang dùng. Ồ, đó ra là vậy. Ok, bây giờ khi mà quấn á là anh sẽ cắt xéo cái đầu này. À, đó các bạn sẽ thấy nè, đó nó xéo vậy nè. Để khi mà mình quấn thì mình sẽ không bị đùng ngay khúc chỗ cái phần đuôi cán vợt này. À. Tại vì cái quấn cán vải rất dễ bị đùng nha, nếu bạn nào không biết quấn á mà quấn không quen á, rất dễ bị đùng lại. Và khi mình cầm á nó sẽ bị hở ra một khoảng. Dạ, với một phần nó sẽ bị cầm tay nữa. Đúng rồi. Dạ. Thì anh Nhu này là anh Nhu tạo một cái xếp á các bạn, để khi mà anh Nhu xếp cái lớp tiếp theo lên á là nó sẽ dính với nhau, nó liền mạch với nhau luôn. Đúng rồi. Còn khi mà nếu mà các bạn để cái đầu hình vuông như thế này á thì khi mà các bạn quấn vào cái đít á thì các bạn quấn cái vòng mà chúng ta đánh qua nó sẽ bị xếp, nó sẽ bị chồng lên nhau, mà quấn cán vải chồng lên nhau nó sẽ rất là cộm, đánh không có được. Thật ra thì quấn cán vải có rất nhiều cách quấn ha. Dạ. Đối với cá nhân mình thích quấn cái kiểu gì nhất đó là các bạn sẽ để cái phần này nè. Đây là cái cán vợt đúng không? Đó, các bạn sẽ để song song vô luôn. Song song vô luôn. Đây. Rồi, song song vô luôn. Đó. À, song song là anh đây là cái cách mình quấn nha. Đó. Đó. Rồi các bạn cứ quấn thôi. Đó. Tại vì hồi nãy mình đã cắt một cái đường nó xéo rồi cho nên mình không cần phải canh nữa. Không cần phải canh là nó bị như thế này thế kia. Và khi mà quấn thì cái tay, ngón tay cái của anh sẽ khi quấn như vòng một vòng qua thì anh sẽ giữ lại cái phần trước đó để quấn. Vậy rồi. Cái này á, mấy bạn nên nhớ là quấn cán vải mình đừng nên quấn chồng lên nhau nha. Mình chỉ quấn xếp lớp thôi. Kia là nó khít với nhau các bạn. Đúng rồi, nó là, vừa khít với nhau, nhau là được. Bây giờ tới cái đoạn này. Đó. Cái đoạn này thì hồi nãy mình chưa cắt nè. Thì bây giờ mình sẽ cắt. À. Mình sẽ cắt theo cái đường nếp gấp của cây vợt đi lên luôn. Đó. Rồi sau đó thì quấn vô. Nãy mình đo nó hơi bị thiếu chút xíu. Nhưng mà cầm đơn em thấy Linh Đan cầm còn ngắn hơn nữa mà. Do mình muốn đơn cho nên là mình lên cái này chắc cũng được rồi. Đó. Đó. Ngay kể cái mũi cái chụp vợt thôi là ok. Đó. Và sau khi quấn xong thì các bạn sẽ miết cho mình. Đó, miết từ đầu tới cuối luôn. Dạ rồi. Đó. Ok. Xong. Rồi. Thì nó sẽ hết. Đây là kiểu quấn cán của anh Nhu các bạn nha. Đúng rồi nha. Ok, mình sẽ quấn cán theo kiểu Lý Trung Quay nha. Ồ, ghê vậy. Đó là Lý Trung Tú là quấn theo kiểu Lý Trung Quay. Thì đầu tiên nha,
em bắt buộc vẫn sẽ có một cái lớp băng keo điện trước là để điện chống thấm này. Em sẽ sử dụng thêm cái cuốn kén wrap này để tăng thêm cái độ êm. Độ êm. Tay Tú bé này là cầm vô, thành ra nếu mà cầm cái cuốn kén bự quá thì nó sẽ bị to, là cầm không quen nên là phải cuốn nhỏ nhất có thể. Đúng rồi, mọi người thấy này. Cái phần cuối cùng của mình á là mình sẽ cuốn này, mình sẽ vặt vô. Rồi. Đó. Đè vô cái phần đáy nha. Đó, anh thấy không? Là là cái phần đáy của em là lúc này là em sẽ sử dụng là cái wrap luôn. Đúng rồi. Cái wrap nó dày lên một chút nè. Bạn khi mà thấy Tú làm nè, đó là cái bẻ cái cuốn wrap xéo lại vậy xong rồi cuốn vậy luôn. Quá hay. Đó, thì cái phần đế mà của mình sẽ to ra. Thì khi mà mình cầm á nó sẽ không bị tuột, thì bé Tú sẽ ở phần đáy á, bé Tú sẽ gấp đôi lại. Gấp đôi cái phần đáy lại. Đúng rồi, gấp đôi lại một chút xíu nè. Rồi mình đè vô ngay cái nếp hồi nãy mình giữ á. Đó. Rồi mình cuốn lên. Wow. Thì cái cách cuốn kiểu này nó sẽ gấp đôi được cái phần đáy vợt, là nó cũng sẽ to lên một chút xíu nữa. Thay vì kiểu lưu trung quay là người ta sẽ phải cắt ra một miếng nhỏ. Đó, dài thế này, mỏng này để cuốn vào cái phần này. Giống như anh Nhu nãy đó, dạng cái miếng cao su á để cuốn vô. Nhưng mà kiểu dạng như vậy thì nó rất là to và các bạn cầm vào nó rất là kiểu nó bị cộm á. Nên mình chỉ cần nó nhích ra một chút xíu thôi để có một cái điểm tựa cho mình thôi. Nhìn nó vẫn rất là xinh. Xong sau đó là chúng ta bẻ mở ra. Mở cái cuốn kén mở ra từ từ. Dạ đúng rồi, mở ra từ từ. Gấp đôi xong rồi vậy là các bạn cuốn thì nó sẽ theo cái chiều, nó sẽ mở ra từ từ các bạn nha. Đây, thấy Tú bắt đầu mở ra hết rồi nè. Xong bắt đầu là mình cuốn lại như bình thường thôi nha. Khi mà các bạn cuốn kén cao su á thì các bạn cuốn là các bạn phải đè lên những cái nếp gấp của nhau. Thì nó sẽ theo một cái khuôn, các bạn cuốn một cái vòng đầu tiên thì khi mà cuốn cái thứ hai nó sẽ đè lên, thì các bạn thấy là những cái nếp đó thì các bạn cứ dựa vào cái nếp đó, các bạn chồng lên nhau thôi. Thì nó sẽ đều nhất, nó sẽ đều nhất có thể, các bạn khỏi cần canh. Và lưu ý phần cuối nha, khi mà chúng ta sử dụng cuốn kén mà cao su á, mình phải dán lên trên băng cái cuốn kén luôn nha. Dán lên cuốn kén nó mới hít các bạn nha. Chứ mà các bạn dán lên cái phần này thì sẽ dễ bị bung. Các bạn dán lên cái phần chụp mũ vợt á hoặc là cái kén vợt á thì nó sẽ dễ bung, nó hít keo các bạn. Còn khi mà các bạn dán vô cái phần cuốn kén á thì keo với cuốn kén sẽ hít với nhau cứng ngắc luôn. Nó xong bung. Đó. Thế là đã xong rồi. Đó. Và thế đây là cuốn kén của Lê Trọng Tú. Rồi, tiếp theo là tới thầy Thảo, cùng xem thầy Thảo cuốn kén như thế nào nha. Ở đây tôi đã có cuốn một lớp rắp mỏng rồi. Rồi. Tôi cuốn kén vải, tại vì tay bị phong thấp bắt buộc. Dạ rồi. Mà bây giờ nếu mình cuốn băng keo đen xong, mình cuốn ráp cho em, mình cuốn vải vô nữa, thì khi bạn tháo cái cuốn vải ra bạn thay á thì nó sẽ bị bung luôn cái lớp ráp. Nó rất là tốn ráp. Dạ đúng rồi. Nên thành ra tôi sẽ chơi chiều một xíu và tôi sẽ cuốn ráp ở đây. Dạ. Tôi lấy băng keo đen, tôi chỉ một lớp mỏng mình nữa là xong. Dạ rồi. Rồi tôi cứ thế tôi cuốn vô là được. Dạ rồi. Ở đây là có cái cục U, cục G ở cái kén nè, các bạn thấy nè. Thì tôi sẽ quấn ở đây nó nhiều một tí. Để mà khi mà quấn vô nó sẽ thành cái cục U, cục G lên. Dạ rồi. Cầm cho chắc 4-5 vòng đó. Dạ rồi. Rồi tôi quấn xuống thôi. Đó, ở đây là nó bao chống thấm rồi. Dạ rồi. Nhớ miếng không ha? Dạ rồi. Rồi ở đây là khi mà quấn xong nó sẽ hơi nhỏ so với tay tôi. Ừ. Là đúng. Ừ. Chứ còn các bạn quấn cái cốt này xong mà các bạn cầm vừa tay là chết. À. Biết tại sao? Quấn cái vải nó dày. Bạn còn quấn cái vải vô nó sẽ dày. Dạ. Nó sẽ bị to mà cầm to không quấn được đâu. Dạ rồi. Với một cái cuộn này khoảng tầm 10 mét. Thì bây giờ mình sẽ đo với tôi đo dễ ra. Dạ. Và nó sẽ bằng tương đương với từ độ dài của cây vợt lên tới gần tới lưới đây. À vậy luôn đúng không? Đấy. Ok anh, vậy rồi. Một đầu của mình là sẽ là ngang và một đầu mình sẽ là xéo. Ok anh. Được chưa? Vậy rồi. Vậy thì bây giờ cái đầu này sẽ mình cắt. Đây giờ đã là đầu ngang rồi, thì khi bạn quấn tới tiếp cái thứ hai á sẽ cắt xéo nha. Ok, nhớ cắt xéo các bạn nha. Có một số mẹo là kêu là cắt xéo hai đầu luôn để vô cái cục G này cho nó đẹp này nọ đó. Với tôi không cần điều đó, kệ nó. Tôi sẽ đặt vào đúng cái G này ha. Dạ rồi. Và tôi đưa xéo lên trước. À là anh Thảo đặt phân nửa chứ các bạn nha. Rồi. Tôi đặt phân nửa nè. Mà nó sẽ ra như thế này. À, cái này là giống cái kiểu quấn kén của em hồi xưa em mới chia sẻ. À, như thế này thôi. Rồi bắt đầu mình cứ xéo xuống vậy. Cứ đưa vô xuống thôi. Dạ rồi. Ok nè. Với tôi là tôi vừa đơn vừa đôi nên thành ra là tôi sẽ quấn lên trên. À, anh Thảo sẽ quấn cao lên các bạn nha. Tôi sẽ quấn cao bình thường. Quấn này vậy là hết cái chụp mũ luôn. Rồi tiếp tục ở phần này đúng không? Dạ rồi. Nó sẽ bị dư, chắc chắn nó sẽ bị dư rồi nè. Ừ. Không sao, bóp cái là hết. Rồi. Còn cái này đúng không? Bạn thích bằng đây cũng được. Ừ. Không bạn chụp anh xuống. Anh wow. Khi bạn quấn xong đúng không? Dạ. Thì nó sẽ ra như thế này. Dạ rồi. Nó có cục U, cục G dưới đây. Dạ rồi. Vẫn cầm để chắc. Dạ rồi. Đây là vừa tay. Dạ rồi. Nhưng mà bạn phải qua một cái công đoạn nữa. Công đoạn nữa hả? Là bạn kiếm một cái mặt cứng nào á, rồi bạn lăn. À. Đè mạnh xuống và lăn theo cái hướng của nó, cái hướng là cái vòng xoáy của nó. Cái hướng mình quấn. À, hướng mình quấn á. Dạ rồi. Bạn đè cho nó xuống sát hết. Ừ. Rồi ok. Ừ. Ok. Dạ rồi. Đơn giản. Dạ rồi. Rồi và cuối cùng là tới bún bò Vinby, thằng viên nữ duy nhất của tem quấn kén các bạn nha. Là mua hoặc là em có bốc cốt không? Dạ có. Bốc cốt. Rồi cái lớp tiếp theo là em quấn là em quấn gì trước? Dạ đương nhiên là em quấn, hồi trước là em quấn băng keo đen. Quấn băng keo đen rồi. Sau đó mới quấn cái này. Nhưng mà kiểu đợt quấn băng keo đen xong chừng tháo ra nó bị
nó bị, nói chung là nó bị dơ, nó bị dính á, nên em ghét quá, em không quấn băng keo đen nữa, quấn ráp luôn, quấn thẳng ráp luôn. À, quấn thẳng ráp luôn. Tại cũng có một phần á, hồi trước là em nhớ hồi đầu á, em quấn băng keo đen sau em quấn cái quấn cán vô, okay. Cầm nó bị cứng tay. Đấy, sau đó thì lại đổi qua quấn băng keo đen, rồi mới quấn này, rồi mới quấn cái kia. Xong chừng nó thay ra cái băng keo đen, cái nó dơ quá. Thì em quyết định là bỏ băng keo đen luôn. Chốt quấn cái này. À, là quấn bò là bóc cốt ra, là hay là quấn ráp vô luôn, là quấn quấn cán vô thôi là đủ rồi. Dạ đúng. Ok, rồi hiện giờ anh sẽ lấy quấn cán cho em ha. 5 minutes later. Thì thường là cái cách quấn của em như thế nào ta? À, em thì em chơi đánh lưới là cái em sẽ quấn cho nó kiểu mỏng, được cầm nhẹ, lên đây cũng được, càng okay. Lên cao càng tốt. Ok, rồi, bắt đầu quấn đi. Ồ, là em không có cần quấn cho nó bự cái đít ra gì hết hả? Không, em không thích cầm vậy nó bị cứng tay á. Rồi. Ai thấy quấn vậy chứ em quấn vậy em thấy bị khó chịu tay, cầm okay. Khó chịu. Được, có là vừa xinh vừa khéo léo. Ok, được, khác đấy. Xem coi quấn như thế nào. Nói chung nhìn là cũng biết quấn các bạn, biết đè lên. Team VNB thành viên này cũng biết quấn hết chứ nhờ mình quấn là mình đuổi rồi. Nó vẫn đáp ứng cái yêu cầu của em, đó là phải mỏng. Okay. Em ráng kéo cho nó căng cho nó mỏng ra. Đó, tới rồi các bạn. Đúng, em thích cầm trên vậy nè. À, em sẽ quấn cao lên trên luôn. Đúng. Quấn hết vậy. Cái phần chập mũ vợt luôn các bạn nha. Đúng rồi. Đó, thì em khi mà em quấn cao vậy thì tại sao quấn cao? Để quyết định quấn cao. Kiểu cảm giác nha. Một phần của mọi người kiểu ví dụ mọi người quấn tới đây đúng không? Xong mọi người cắt á cũng bị uổng. Mà thôi kéo lên đi, kéo lên cũng không có bao nhiêu hết mà được cái nó chia lại vậy xong cầm thì ở đây thấy cũng êm. Với lại là em nghĩ là nếu mà mọi người quấn dày á, mọi người cầm nó sẽ hơi bị nặng, cá nhân em thấy thôi nha. Hơi bị nặng với cả hơi bị to. Nữ thường cầm nhỏ. Đúng rồi, nên là em quấn ở trên này nó nhẹ cán đi, với lại cầm nó cũng nhỏ, nó hơi linh vừa hoạt tay, vừa tay. Cảm thấy linh hoạt hơn. Với nãy em cũng có chia sẻ là em quấn cao lên, do em đánh lưới là em cầm đúng cao rồi. Em chập thì nó không có bị dạng như dướng cái quấn cán. Dạ đúng rồi. Ok, đấy. Rồi. Còn nếu các bạn muốn biết Sĩ Phương quấn cán vợt cầu lông như thế nào hả? Đây nữa này. Mỗi thành viên của team VNB mình thấy là ai cũng đều có cách quấn cán riêng hết, nhưng mà miễn sao khi mà mình quấn vô cây vợt á, mình cầm nó vừa tay, nó êm tay mình nhất, và mình lên sân mình đánh cháy nhất là quá là ok rồi. Vậy các long thủ quấn cán như thế nào thì comment bên dưới cho team VNB biết nha. Ok, nếu các bạn thấy video này hay quá thì nhớ để lại cho chúng mình một like, một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.